Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Thì chắc chắn là những anh mà mình sử dụng bật lửa ga thì mình cũng sẽ có đặt ra rất là nhiều câu hỏi như là cách bơm ga như thế nào là an toàn, như thế nào là hiệu quả và làm cách nào để tiết kiệm ga nhất, đúng không ạ? Thì em biết rằng là có rất là nhiều anh mình đã biết cách bơm ga đúng và đủ cho bật lửa của mình rồi. Tuy nhiên thì sẽ vẫn còn nhiều anh mình chưa biết cách bơm đúng. Thì video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cách bơm ga đúng và các bước bơm ga đủ cho chiếc bật lửa khò của các anh nhá. Đầu tiên khi mà mình muốn bơm được ga cho bật lửa thì chắc chắn là các anh cần có một bình ga, đúng không ạ? Thì ở đây em đã có chuẩn bị một bình ga Blue Star của Hàn Quốc. Đa phần thì các cái chân bơm của các mẫu bật lửa ga hiện nay ở trên thị trường cũng như là tại Ambe Shop thì đều là chân kim các anh nhá, mình có thể quan sát giúp em. Đều là chân kim các anh nha. Đa phần đều là chân kim hết ạ. Đa phần đều là chân kim hết các anh nha. Có điều là hiện nay trên thị trường thì lưu hành rất là nhiều loại ga nhái. Thì các anh mình lưu ý là mình nên tìm những cửa hàng uy tín để mua các anh nha. Em khuyên các anh là mình nên lựa chọn bình ga Blue Star màu đen của hãng Hàn Quốc này. Bởi vì chất ga rất là tốt, chất ga không hề lẫn tạp chất, cũng như là đảm bảo không hề gây độc hại cho sức khỏe của các anh khi mà mình sử dụng các anh nha. Sức khỏe của mình vẫn luôn là quan trọng nhất, đúng không ạ? Thì khi mà mình bơm ga cho bật lửa thì mình cần làm những bước như thế nào ạ? Thì sau đây em và các anh chúng ta sẽ cùng đi đến các bước để bơm ga cho một chiếc bật lửa đúng cách nhất các anh nha. Bước đầu tiên thì chắc chắn là chúng ta cần mở phần nắp lỗ bơm ga ra, đúng không ạ? Có những mẫu thì sẽ được thiết kế có phần nắp ở phần cổng bơm ga, như ví dụ như là mẫu này thì các anh mình cần phải gạt lên thì mình mới có thể bơm ga được, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cũng có một vài mẫu là mình không cần phải gạt lên thì mình cũng vẫn có thể bơm trực tiếp được luôn. Các anh nha, đây thì mình không cần phải mở ra thì mình cũng có thể bơm được luôn các anh nhá. Rất dễ dàng và đơn giản thôi. Em lưu ý với các anh là khi mà mình bơm ga ấy, thì mình lưu ý là mình nên xì hết cái ga còn sót lại ở bên trong đi các anh nhá. Ở bên trong bật lửa ấy ạ, nếu không thì ngọn lửa sẽ bị bập bùng vì cái nồng độ trong hai bình ga là khác nhau khi mà mình bơm một bình ga mới. Nói dễ hiểu hơn thì là chúng đang đánh nhau trong chiếc bật lửa đấy ạ. Kể cả khi hai bình ga cùng một hãng các anh nhá, thì mình lưu ý giúp em là mình nên xả hết ga cũ ở trong đi rồi mình mới bơm giúp em các anh nhá. Thì sau đây em đã chuẩn bị một chiếc bật lửa ở đây rồi. Một chiếc bật lửa đến từ thương hiệu Kohiba, rất là đẹp đúng không ạ? Và em sẽ xả hết ga của chiếc bật lửa này đi các anh nhá. Thì khi mà mình xả hết ga thì mình có thể lựa chọn một chiếc tô vít hoặc là một vật gì đó nhọn và nhỏ không làm ảnh hưởng tới chân van của chúng ta thì các anh xả đi giúp em nhá. Thì ở đây còn một chút ga các anh có thể quan sát đúng không ạ? Còn một chút ga thì sau đây em sẽ xả hết ga đi các anh nhá. Mình có thể quan sát em xả. Các anh xả khi nào mà không còn thấy tiếng kêu cũng như là không còn thấy tiếng xì xì ra nữa thì mình dừng giúp em nhá. Vẫn có tiếng xì đúng không ạ? Em đã xả hết hoàn toàn ga của chiếc bật lửa này đi rồi các anh nhá. Khi mà xả hết rồi thì tiếp theo thì chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? Bước thứ hai là các anh sẽ dốc ngược chiếc bật lửa xuống như vậy các anh nhá. Mình dốc ngược xuống và cái phần lỗ bơm sẽ được hướng lên trên như thế này ạ. Phần lỗ bơm sẽ được hướng lên trên như thế này. Và mình dốc bật lửa xuống như này giúp em nha. Và sau đó bước thứ ba là mình định hình bình ga với cái lỗ bơm. Tức là mình sẽ mở bình ga này ra giúp em. Và mình sẽ đặt vị trí của đầu bơm và cái chân bơm vào nhau giúp em các anh nhé. Sau đó bước tiếp theo là mình sẽ ấn nhả một cách nhịp nhàng. 2 giây mình sẽ nhả 1 giây các anh nhé. Và bước thứ năm là các anh sẽ lặp lại nó khoảng 5-7 lần. Thì sau đây em sẽ bơm các anh nhé. Em đã thực hiện xong các anh nhá. Khi mà mình bơm ga đầy thì chiếc bật lửa sẽ lạnh các anh ạ. Thì chiếc bật lửa của em cầm đã có cảm giác lạnh rồi, rất là lạnh rồi các anh nhá. Thì khi mà mình bơm xong thì mình có thể sử dụng khăn và mình lau qua đi giúp em các anh nha. Rất là dễ dàng thôi đúng không ạ? Đây các anh có thể quan sát em đã bơm đầy được bình ga của chiếc bật lửa khò này rồi. Rất dễ dàng và đơn giản đúng không ạ? Mình lưu ý giúp em các anh nhá. Mình bơm ấn nhả giúp em 2 giây, mình nhả 1 giây và mình lặp lại 5-7 lần. Khi nào mà mình cảm thấy chiếc bật lửa của mình lạnh toát thì mình bơm lại giúp em các anh nhá. Thì sau đây em sẽ thử lên lửa các anh nhá.
Lửa rất là mạnh đúng không ạ? Cực kỳ mạnh luôn. Các anh có thể quan sát. Và các mẫu ở đây thì mình cũng đều bơm tương tự như vậy thôi. Rất đơn giản và dễ dàng các anh nha. Mình cũng đều bơm như thế, rất rất dễ dàng thôi. Không hề khó khăn một chút nào đâu ạ. Ở các mẫu lửa bật lửa kho để bàn này cũng vậy. Các anh có thể quan sát chiếc bật lửa này khá là độc đáo và rất là ấn tượng luôn đúng không ạ? Và ở đây thì có em có chuẩn bị một chiếc bật lửa ga nữa, đó là một chiếc bật lửa kho để bàn cảm ứng các anh nha. Chiếc này khá là hiện đại luôn đấy ạ. Cực kỳ hiện đại luôn. Chạm vào là lên lửa các anh nha, chạm là lên lửa rất chất luôn. Và nếu như mà anh nào mình thích mẫu bật lửa kho thương hiệu đến từ Pháp thì mình có thể lựa chọn mẫu của thương hiệu Cassity này các anh nhá. Rất là chất lượng và cũng như là cực kỳ đẳng cấp và thời thượng luôn các anh nha. Rất đẹp luôn. Lửa kho một tia các anh nhá. Rất là sang. Và ở đây thì cũng có một chiếc bật lửa hút tẩu các anh ạ. Bật lửa hút tẩu thì lửa của nó sẽ là lửa thường. Ở đây em đang giới thiệu với các anh là một chiếc bật lửa thường. Thì cái lửa thường này nó sẽ là ngọn lửa cong các anh nha. Thì khi mà mình bơm ga thì mình cũng thao tác như những bước vừa em có giới thiệu tới các anh thôi. Rất dễ dàng và đơn giản, không hề khó một chút xíu nào với các anh đâu đúng không ạ? Cực kỳ đơn giản và dễ dàng luôn. Thì vừa rồi là những chia sẻ của em các anh về cách bơm ga cho bật lửa kho và bật lửa ga đúng cách nhất. Thì các anh nào mà mình chưa biết cách bơm thì mình cứ làm theo như video của em các anh nha. Rất là dễ dàng luôn các anh, hoàn toàn mình có thể tự bơm tại nhà khi hết, không hề khó khăn một chút nào đâu ạ. Chúc các anh thành công nhé. Nếu mà anh nào mình vẫn chưa làm được thì mình liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình của Ame Shop thì chắc chắn là sẽ có nhân viên liên hệ lại và rất là sẵn lòng hướng dẫn các anh tới khi nào mà mình bơm được thì thôi các anh nha. Thì đây là bình ga Blue Star. Nếu như mà anh nào mà mình muốn mua bình ga này thì mình nhấp vào đường link ở bên dưới giúp em nha. Em có để đường link mua hàng của bình ga ở bên dưới đấy ạ. Và các mẫu bật lửa kho rất là đẹp và độc lạ tại Ame Shop này. Anh nào mà ưng mẫu nào thì mình cũng có thể gọi điện các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình để các bạn có thể tư vấn cũng như là hỗ trợ các anh nhiệt tình nhất các anh nha. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.